Anh em nhé, bây giờ anh em cùng review Ác Bảo Châu, tên là Thành ở bên băng mờ. Và bây giờ anh em cùng theo dõi xem Ác Bảo Châu Thiên Nhẫn sử dụng mang trên mình những trang bị gì nhé anh em. Đầu tiên là một nón ma thị, tinh lực 151, ngoại đấu tinh 3 cấp cũng như là choáng 47 và phòng thủ vật lý 28, nội lực 17x và Thiên Nhẫn đao pháp 2 cấp. Một set ăn bang cực phẩm, quá đẹp luôn. Ăn bang cực phẩm rất là đẹp. 230, 230, 230 và cả 20. Một kéo nhu tình, sinh lực 190, kháng độc 25, kỹ năng 1 cấp, và cũng như là một cái kích 6 dòng, tốc 30, sinh lực và nội lực, làm chậm 40 và hỏa sát 199. Một cái giày hỏa 6 dòng, tốc 40, làm chậm 40, sinh lực 18x, thân pháp 20 và phòng thủ vật lý 24. Một cái đai lưng kháng lôi, lực của kháng lôi 30, và một cái bao tay thủy, lực 190, choáng 40. Nội lực cũng là 190 luôn, sinh khí 19, đều đầu 19x hết nhỉ, và kháng hỏa 25, và một cái mặt lạ băng hội, cũng như là một cái bào kỹ năng long câu. Ác Thiên Nhẫn này thì bây giờ tầm này, ác này thì Thiên Nhẫn tầm này anh ấy đi thì auto tống kim, tốt tống kim rồi, và 1 đến 10 thì kiểu gì cũng có, và anh ấy sở hữu cho mình được 80, 87 choáng và 80 làm chậm, 87 choáng và 80 làm chậm, và thêm được 30 kháng lôi. Cây kháng lôi với 10 là 60 kháng lôi, 65 kháng lôi. 5 kháng lôi này. Độc 55, 65 kháng độc. 70 kháng độc. Đâu, 65 thôi, 25, 25. Hỏa thì cũng được à. Ở đây kháng độc đây nữa là 30, 30 là 55 này. 5575, 585, 859 kháng độc cơ mà. 30, 55, 5575, 885, khá là đẹp. Nói chung là con Thiên Nhẫn này bảng kháng con này thì khá đẹp rồi, cũng không thể yếu được. Cộng là nó thích được không thôi. Vâng, tôi sẽ phải tạm dừng review Ác Bảo Châu ở đây nhé. Hẹn anh em vào video của review Ác tiếp theo. Anh em nào chưa đăng ký kênh hay chưa bấm lại, em trường xin một like như một đăng ký kênh cái nhẹ nha anh em. Một nữa cảm ơn tất cả anh em. Bye bye anh em.